Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Theo tử vi 12 con giáp, đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 20 tháng 1 năm 2023 âm lịch. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ kiếm được bộn tiền bởi công việc làm ăn, kinh doanh vô cùng thuận lợi, mỹ mãn. Nếu trong ngày hôm nay bạn có những bản hợp đồng quan trọng thì hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để gây ấn tượng với đối tác. Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, hợp đồng sẽ được ký liền tay, tiền với ngay tài khoản. Ngày 20 cũng là ngày mà tình duyên của các bạn hễ bước chân ra đường sẽ gặp người khác giới để mắt đến. Nên các bạn còn đang cô đơn, hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có người yêu nhé. Và đó là các con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Mùi, Dậu. Tuổi Tý, ngày này vận có thiên tài nên những người tuổi Tý hôm nay có may mắn bất ngờ trong công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Tuổi này được thần tài đem cho của khá nhanh nhưng cũng dễ mất lộc, khuyên bạn chỉ nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay tham trò đỏ đen, kẻo lộc lá tiêu tán. Ngày có tam hội chiếu cố nên mặt ngoại giao của tuổi Tý phải nói là mỹ mãn. Hôm nay nhiều bạn ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong hôm nay cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ. Tài lộc ổn định nhờ cục diện hai hành thủy tương hòa, khuyên tuổi Tý biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Sau dịch bệnh, kinh tế chưa thể phát triển mạnh được, đủ ăn đủ tiêu mỗi ngày là có phước, chớ tiêu xài hoang phí. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu, công việc của tuổi Sửu hôm nay suôn sẻ hơn những ngày trước nhờ có tam hội. Bạn được người đi trước dẫn đường chỉ lối, gặp khúc mắc sẽ được giải quyết sớm. Quan hệ với đồng nghiệp, với người làm chung vô cùng vui vẻ và hòa thuận. Thực thần độ mệnh cho tuổi Hợi ăn nên làm ra, có sự hoàn trả nợ nần hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp, gặp gỡ liên quan đến tiền bạc có lợi cho bạn, có lộc từ khách hàng. Đường tình cảm may mắn nhận được tam hội cục nâng đỡ nên những khúc mắc trong họ hàng được giải quyết. Con cái cha mẹ của bạn hôm nay bình an, gặp hung hóa cát, được ơn trên nâng đỡ. Sửu nên chăm chỉ, hành thiện để thời gian tới tránh được vạ lây bất ngờ. Những ai độc thân hôm nay vận đào hoa ngập lối, có cơ hội gặp được tiếng sét ái tình và đắm chìm trong tình yêu. Các cặp đôi hài lòng với mối quan hệ ngọt ngào hiện tại, tình cảm của hai bạn khiến không ít người ghen tị và ngưỡng mộ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần, xem tử vi 20 tháng 1 năm 2023 âm lịch, thấy đường công danh của người tuổi Dần hanh thông nhờ có chính quan trợ vận. Những người đang ngóng tin tức thi cử, du học, xin việc hoặc chuẩn bị xuất ngoại sẽ gặp nhiều may mắn trong ngày. Bạn làm việc có trách nhiệm, thẳng tính, mất lòng trước nhưng được lòng sau, ai cũng nể. Tương phá chiếu mệnh đe dọa đến đường tình cảm của con giáp này. Nhiều người đang có lục đục với bạn bè hoặc anh chị em trong nhà nhưng không chịu giải quyết. Ra đường hay gặp vạ lây, có kẻ ném đá xấu tay nên bạn phải hết sức cẩn thận. Vận tiền tài của Dần hôm nay nảy nở, đơm hoa kết trái nhờ thủy dưỡng mộc. Nhất là người theo nghiệp kinh doanh thì nên chuẩn bị tinh thần có thêm hợp đồng mới, khách hàng mới. Sắp tới đỡ đau đầu hơn, có thể ngủ ngon mà không phải lo lắng về tiền nong. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão, thiên quan chiếu mệnh cảnh báo tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc hôm nay. Người đang làm quản lý chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận để giữ ghế mình đang ngồi, an phận thủ thường, không ganh đua là ổn nhất. Bù lại, chuyện tình cảm tốt hơn hẳn nhờ tam hợp độ mệnh. Tuổi này gặp hung hóa cát, có người nâng đỡ nên tránh được khá hung hiểm trong công việc và gia đình. Có chuyện gì bức bối thì nên tâm sự với người thân trong nhà, đừng vạch áo cho người xem lưng. Lộc lá đến với Mão khá nhiều nhờ thủy sinh mộc. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng. Trời thương nên làm gì cũng ra tiền.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Xem tử vi ngày 20 tháng 1 năm 2023 âm lịch của 12 con giáp, thiên ấn xuất hiện trong tháng này báo tin vui cho con giáp tuổi Mùi biết rằng nỗ lực của bạn trong nhiều tháng qua đã bắt đầu có kết quả. Nhiều người được nhận thưởng nhờ sự chăm chỉ và xử lý vấn đề khá khôn ngoan. Tuy nhiên vẫn có một số chuyện sẽ gây áp lực cho người tuổi Mùi, khiến bạn nghĩ ngợi, căng thẳng. Đừng để những chuyện đã qua quấy rầy mình, nếu không phải sẽ mệt mỏi và có xu hướng lặp lại sai lầm. Tam hợp chiếu cố cho đường tình duyên của tuổi Mùi, mặt nhân duyên vượng, đôi lứa yêu thương nồng cháy. Thế nhưng bạn phải năng ra ngoài gặp gỡ mọi người, chứ đừng ru rú ở trong nhà. Thế thì đến bao giờ mới gặp được quý nhân? Tử vi cho rằng đây là cơ hội để bạn cải thiện tình hình không thuận lợi, tìm kiếm cơ hội, đảm nhận phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực. Sự thay đổi tích cực giúp bạn giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong công việc, duy trì bầu không khí hài hòa trong tập thể. Người tuổi Mùi cần tập trung vào vấn đề tài chính, xem xét liệu thu chi có cân đối và hài hòa không. Hứa hẹn khi bạn làm tốt những việc trên sẽ mang đến một số tin vui về tiền bạc, nhưng cũng cần nhắc nhở bạn lập kế hoạch chi tiêu hợp lý, hình thành thói quen tiết kiệm. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Nhờ kim dưỡng thủy nên tuổi Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc hôm nay. Thực ra bản thân bạn cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên ông trời che chở để mọi việc được như ý. Dậu rất hòa đồng với người xung quanh, khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với mình. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa, ăn ở có phúc thì có phần. Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bạn. Nhờ có thực thần nâng đỡ nên lộc lá vây quanh, bản mệnh nay có lộc lá ăn uống, quả cáp hoặc là được cho tiền. Dậu là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để tìm được lộc lá từ những người mình quen biết. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 1 năm 2023 âm lịch, tức thứ 6 ngày 10 tháng 2 năm 2023 dương lịch, là ngày Kỷ Hợi tháng Giáp Dần năm Quý Mão. Ngày này có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày Kỷ Hợi thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt là tuổi Tân Mùi, Kỷ Dậu, Đinh Tỵ thuộc hành Thổ không sợ Mộc. Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục, xung Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần, tuyệt Ngọ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Tân Tỵ và Đinh Tỵ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!